Chào mọi người. Sau mấy ngày bọn tôi không lắp điều hòa, bọn thợ, nhưng mà toàn thợ mùa này các bác cảnh cao quá, thì hôm nay em chính thức cho các bác nhịn nhé. Đây em tự làm luôn. Đang bắt đầu công đoạn hàn ống, ống nối ống. Và sẽ lắp điều hòa tại vị trí này. Đây, phòng và đầu chặt. Các bác thợ, toàn các bác bận. Chồng về lại có thợ phụ ngay. Trên Hà Nội là thợ phụ, về đây có thợ phụ ngay nhá. Em đang là công đoạn bằng dính và bảo ô thì các bác nhá. Có một mình là một tay người làm người quay. Thợ phụ và nam chồng đang đục lỗ này. Cậu là thợ phụ được ngay nhá. Xong lúc làm chồng rồi, quấn xong rồi, bảo ôn rồi nha. Đủ tiêu chuẩn đi làm thợ cho bác điều hòa chưa? Chồng một tay vừa khoan, một tay vừa quay các bác nhá. Lắp xong cái giá treo mặt lạnh. Đây em đã lắp xong cái mặt lạnh này các bác. Đã làm trên giá và hôm nay đã kiếm được mấy trăm nghìn rồi. Bây giờ làm chồng ở đây bắt cục nóng đây. Để xong một phần lúc làm chồng này. Bắt chân để ngoài này các bạn. Mua đồ là làm chọc dùng hết đồ tay này, hơi vất vả các bạn. Đang bắt cục nóng điều hòa đây. Sau một lúc thì hai cậu cháu nhà làm chọc đã đưa được cục nóng lên trên này. Ôi, cái đĩa hình rất là khó. Quả hình như này, quả tét này. Đây là hai cậu cháu đã đưa lên trên này. Công đoạn cuối cùng em giết sắc cò này là xong và xiết cò là xong nha. Một năm chồng đã lắp xong một bộ điều hòa ngoài trưng cất rượu ra, nóng ra lên đây. Cảm ơn thợ phụ Đinh Xuân Thông. Này, em công đoạn mở nốt ga nữa là lắp xong cái điều hòa này các bác nhá. Chạy bù đây rồi. Máy đã chạy, mặt lạnh. Hóa ra là cũng kiếm cơm được rồi các bác.